Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, với lời chào của sứ thần mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà, thì Đức Maria đã bối rối vì không biết điều này có ý nghĩa gì. Chắc hẳn đấy là một lời chào đặc biệt. Với lời chào ấy, Đức Maria đã phải dừng lại và bối rối, không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với mình. Và sứ thần đã phải giải thích cho Đức Maria: bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta đã thấy Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và mẹ đã làm cho Thiên Chúa được hài lòng. Vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Phải chăng cho đến năm 1854 khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố về tín điều Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội thì lúc đó người ta mới tin và lúc đó người ta mới mừng kính cái mầu nhiệm này. Thưa anh chị em, ngay từ những thế kỷ đầu chúng ta cũng đã thấy đã có những cái ý tưởng manh nha, đã có những cái suy nghĩ về điều này, nhưng hẳn là người ta vẫn còn lưỡng lự. Cho đến thế kỷ thứ 14 người ta lưỡng lự là bởi vì nếu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là mẹ không cần đến Đức Giêsu, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, như vậy thì mẹ được đặt ra bên ngoài của ơn cứu độ. Điều đó khó có thể chấp nhận được. Và như vậy thì chúng ta thấy mẹ Maria được vô nhiễm nguyên tội bởi đâu? Chắc chắn không ai ở bên ngoài ơn cứu độ mà lại là con người được nên tốt lành cả. Không ai ở ngoài cái ơn cứu độ của Đức Giêsu, đấng đã đến trần gian này để cứu chuộc con người. Nhưng mẹ Maria có phải là một trường hợp được đặt riêng ra để không cần nữa không? Nói như thế thì chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu không cứu chuộc Đức Mẹ. Và điều đó làm cho rất nhiều giáo phụ cũng băn khoăn. Nhưng rồi nhà thần học dòng Francisco vào thế kỷ thứ 14, Don Scott cũng đã lý giải được điều này. Đó là có hai loại ân sủng. Một loại ân sủng thứ nhất, đó là ân sủng mà Thiên Chúa gìn giữ
người ta khỏi rơi vào trong tình trạng tội. Và ân sủng thứ hai là ân sủng để chữa lành cho những tình trạng tội lỗi. Vậy thì mẹ Maria được Thiên Chúa gìn giữ, nhưng mà cái ân sủng đó cũng là bởi Đức Giêsu. Và như bài đọc một chúng ta cũng đã thấy là trong Đức Kitô người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Vậy thì Đức Maria không phải đến giờ phút cài sinh ra trên trần gian này mới được Chúa chọn, mà Chúa đã chọn trước khi tạo thành vũ trụ để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Và mẹ Maria đã được tinh tuyền thánh thiện nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu mà Thiên Chúa đã dự liệu từ trước, nên cái ơn huệ đó, cái kết quả đó đã được áp dụng cho Đức Maria trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Như vậy thì chúng ta thấy ân sủng đã được ban cho Đức Mẹ, và ơn đó đã bảo vệ và gìn giữ mẹ Maria khỏi vướng mắc tội tổ tông, và đồng thời cũng được khỏi phải rơi vào trong sự nô lệ của tội lỗi. Và chúng ta cũng biết rằng rất nhiều vị thánh cũng đã tin vào việc Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội rồi. Ngay trong dòng chú thế, Thánh Alphonso đã ra lệnh và đòi buộc tất cả các tu sĩ phải tin vào điều này, dù thời đó chưa thành tín điều. Vào thế kỷ thứ 18 thì điều này vẫn chưa là tín điều, cho đến thế kỷ thứ 19 chúng ta mới thấy mầu nhiệm Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mới là tín điều. Vậy thì cái việc tin và xác tín rằng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cũng đã có từ trước. Nhưng rồi chúng ta thấy khi mà giáo hội tuyên bố như vậy thì tất cả mọi người chúng ta vui mừng và đón nhận cái điều này, bởi vì mẹ vô nhiễm nguyên tội là một sự chiến thắng. Chiến thắng của con người nhờ ơn huệ của Chúa mà trở thành những con người không còn dưới quyền của sự tội nữa. Bởi vì mẹ Maria như là một bức tường thành vượt lên trên tất cả những cái sức tàn phá của tội lỗi. Khi tội lỗi xâm nhập vào trần gian, chúng ta đã thấy nó hủy hoại biết bao nhiêu thứ. Nhưng với một con người đứng sừng sững như vậy, rõ ràng tội lỗi không còn chạm được đến. Và đó chính là cái sự chiến thắng của ơn cứu độ nơi Đức Maria. Và thưa anh chị em, việc mẹ được ơn không phải chỉ dành cho một mình mẹ, mà tất cả chúng ta cũng được chia sẻ điều này. Để rồi chúng ta biết rằng ơn cứu độ làm cho mẹ trở nên tinh tuyền thánh thiện, thì chúng ta cũng được hưởng điều đó nếu chúng ta để cho Thiên Chúa tác động, biến đổi. Và chúng ta có thể chạy đến với mẹ Maria để xin mẹ giúp cho chúng ta sống như mẹ, để chúng ta có thể vượt thắng được tất cả những cái mà dường như với thế gian chúng ta không thể vượt qua được. Tôi đã từng gặp rất nhiều người nói rằng: thưa cha, điều này nó vượt quá sức con không thắng nổi. Con không biết tại sao cái cám dỗ nó đến mạnh mẽ thế, con không làm sao mà khống chế nó được. Có người nói: tự nhiên con thấy con thích cái người kia, mà con không biết con có thấy người đó đẹp đâu, người đó không đẹp gì mà sao con cứ thích, mà không biết làm sao thoát được. Và họ hỏi tôi: thưa cha, bây giờ con phải làm sao? Tôi nói với người ấy một điều mà tôi cũng đã từng nói với nhiều người khác: con hãy chạy đến với Đức Mẹ, con hãy đọc kinh Lạy Nữ Vương, và mỗi tối hãy dâng cho mẹ ba kinh kính mừng với kinh Lạy Nữ Vương, xin mẹ giải thoát. Mấy tuần sau người đó nói với tôi: thưa cha, bây giờ tự nhiên con không thích người đó nữa. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng không phải là một cái tài giỏi gì, nhưng mà rõ ràng là mẹ Maria trợ giúp chúng ta vượt thắng cái sự cám dỗ, tất cả những hiểm nguy. Nếu chúng ta đến với Đức Mẹ, mẹ sẽ gìn giữ nâng đỡ chúng ta. Cho nên nhiều lúc chúng ta cảm thấy như cái cám dỗ nó vượt quá khả năng để chúng ta đối đầu, nhưng mẹ Maria có thể giúp cho chúng ta vượt thắng những điều đó. Và chúng ta cũng thấy mẹ Maria với ơn vô nhiễm nguyên tội, mẹ đã chiến thắng được cái quyền năng, cái quyền lực tối tăm của ma quỷ, thì mẹ cũng giúp chúng ta chiến thắng. Điều này chúng ta cũng thấy rất nhiều vị gọi là được gọi là những người được giáo hội giao cho công việc là trừ quỷ, và các ngài cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm. Các ngài nói rằng đôi lúc mình làm nhiều cách không được, mà
mà cầu nguyện với Đức Mẹ thì cứu được người ta. Và chính tôi cũng có một cái kinh nghiệm nho nhỏ. Một lần kia có một người đến gặp tôi xin tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện xong thì người đấy cảm thấy khỏe mạnh đi đường, trên đường về, trên đường từ đây về Ba Mươi Thuật, thì giữa đường đứa bé có lẽ khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó đi theo lại gọi điện thoại và nói rằng: cha ơi, mẹ con lại bị lại rồi. Nó biết. Tôi hỏi rằng: vậy trên người con có cái gì không? Bảo: con có cái chuỗi con đang đeo. Tôi bảo: con cầm lấy cái chuỗi đặt lên người mẹ con đi. Thì em đó, một đứa bé thôi, nó cầm sợi chuỗi nó đặt lên người mẹ nó. Và khi đặt lên người mẹ nó thì một tí là chị ta tỉnh lại được, và chị ta liên lạc được với tôi. Và tôi thấy rõ ràng mẹ Maria cứu giúp rất nhiều người. Đôi lúc chúng ta thấy một kinh kính mừng thôi, đọc một cách tin tưởng vào quyền năng của Chúa qua mẹ Maria, chúng ta thấy rất nhiều người được ơn giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ có cái khả năng bầu cử cho chúng ta và làm cho ma quỷ khiếp sợ. Và đây là điều mà rất nhiều vị trừ tà cũng đã nói. Có nhiều lúc ma quỷ nó cảm thấy nhục khi mà bị thua Đức Mẹ. Thua Chúa thì nó không có cái gì nhục cả, thì nó biết rằng nó ở dưới quyền năng của Chúa. Nhưng mà thua Đức Mẹ nó sợ lắm và nó khó chịu lắm. Nên đã biết Thánh John Vianney đây là người đã từng có nhiều lần đúc đối đầu với ma quỷ, và đôi lúc nó đánh Ngài, nó lôi cái giường của Ngài ở trong nhà ra ngoài cửa, nó đốt cả giường của Ngài, và nó dằn vặt Ngài và nó hỏi: tại sao mày cứ còn tiếp tục cầu nguyện với cái bà bế con ấy? Bà đã làm chúng tao khổ bao nhiêu năm nay rồi, mà sao mày còn cầu nguyện với bà ấy làm gì? Nó nhiều lúc nó phá và nó làm như vậy. Và nhiều vị cũng đã chia sẻ cái kinh nghiệm, nói rằng nhiều lúc chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ thì Đức Mẹ lại làm cho ma quỷ khiếp sợ. Và điều đó cũng chúng ta cũng đã thấy trong cuộc sống của chúng ta. Đôi lúc chúng ta chạy đến với Đức Mẹ thì Mẹ là một thụ tạo được ơn của Chúa và chiến thắng được ma quỷ, làm cho chúng ta cảm thấy tin tưởng hơn. Cho nên thưa anh chị em, Mẹ Maria vẫn ở với chúng ta, vẫn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này, để những cái quyền lực tối tăm, quyền lực sự giữ, quyền lực sự chết, nó không thắng được nếu chúng ta cũng cậy dựa vào quyền năng và tình thương của Mẹ Maria. Và Mẹ Maria với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ còn đưa những con người chưa biết Chúa đi vào trong ân sủng của Ngài. Và điều này chúng ta cũng thấy nhiều người ngoại giáo cũng được ơn của Đức Mẹ, là bởi vì Mẹ cũng vẫn tiếp tục làm những công việc mà có thể nói là làm cho ma quỷ hay là quyền lực tối tăm cảm thấy thua trận, là bởi vì Mẹ đưa những con người chưa biết Chúa đi vào trong hội thánh. Và những con người ấy khi lãnh nhận được bí tích rửa tội thì họ được nên tinh tuyền, họ được nên tốt lành. Và như vậy Mẹ đang cứu giúp và Mẹ đang đánh bại cái quyền lực của tối tăm. Và thưa anh chị em, Mẹ còn tiếp tục chữa lành cho chúng ta những vết thương của cuộc sống. Và năm 1858 chúng ta thấy Đức Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức, và Mẹ cũng đã cho biết cái danh hiệu, cái tên của Mẹ là: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, cái soi Erat Immaculata Conception. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ đã nói với chị Bernadette như vậy, mặc dù chị chẳng hiểu chữ đó là gì. Chị nhẩm lại và về nói với cha xứ, cho thấy rằng tại Lộ Đức Mẹ cũng đã xưng cái danh hiệu đó. Và từ Lộ Đức biết bao nhiêu con người được chữa lành, cả 7.000 trường hợp được ơn chữa lành, nhưng chỉ có 69 trường hợp giáo hội nhìn nhận rằng đó là phép lạ thật. Nghĩa là một phép lạ được nhìn nhận phải nhiều năm sau. Và nhiều năm sau mà người đó sau khi chết cũng không được chết vì cái bệnh mình được khỏi đó. Cho nên chúng ta thấy giáo hội rất cẩn trọng, chỉ chọn lựa rất ít. Cho đến nay có 69 phép lạ được công nhận. Những phép lạ rõ tỏ tường phải được biết bao nhiêu bác sĩ, được biết bao nhiêu cuộc hội họp, cho thấy rằng Mẹ tiếp tục chữa lành để làm gì? Để cho chúng ta được nên tinh tuyển. Về thể xác chúng ta được chữa lành, nhưng điều quan trọng là tâm hồn chúng ta có được chữa lành không? Có những người không tin, nhưng rồi đến Lộ Đức họ đã được thay đổi. Như một
bệnh nhân vào năm 1899 khi bị xe lửa đụng và anh ta bị dập nát cả người, ta sắp sửa chết. Gia đình bảo đưa anh ta tới Lộ Đức, anh ta nói là không bao giờ, tôi không tin cái gì hết. Nhưng rồi bà mẹ nói vì mẹ thôi con cứ đến. Và khi đến nơi anh đã được Đức Mẹ chữa lành. Đấy là một trong những điều, một trong những sự kiện tôi chỉ muốn nêu cho anh chị em thấy là mẹ tiếp tục với tư cách là mẹ vô nhiễm nguyên tội vẫn tiếp tục chữa lành những thương tích của cuộc đời chúng ta. Vì vậy cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đến đây mừng kính lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng ta không chỉ là để hoan hô, để ca tụng điều mà mẹ được hưởng, mà chúng ta cảm tạ Chúa. Bởi vì ơn huệ ấy Chúa ban cho mẹ và ban cho cả nhân loại, chúng ta biết rằng chúng ta có quyền tự hào, chúng ta có quyền kiêu hãnh, bởi vì chúng ta không sợ tất cả những quyền lực tối tăm. Nếu chúng ta không để cho quyền lực ấy khống chế chúng ta, nếu chúng ta biết chạy đến với mẹ Maria và chúng ta biết cầu khẩn xin mẹ nâng đỡ chúng ta, xin mẹ gìn giữ chúng ta, xin mẹ bảo vệ chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Bởi vì anh chị em cũng thấy chúng ta càng ngày càng bị biết bao nhiêu sự tấn công từ mọi phía, làm cho chúng ta dễ dàng sa ngã, dễ dàng chao đảo, dễ dàng bị tội lỗi làm hoen ố cuộc đời của chúng ta và con cái chúng ta, gia đình chúng ta. Hôm nay hãy đến với mẹ Maria và xin mẹ chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta. Xin mẹ nâng đỡ chúng ta và xin mẹ cho chúng ta nhận ra ánh sáng của Chúa đã chiếu tỏi tỏa vào trong tối tăm của chúng ta. Và nhờ khuôn mẫu của mẹ Maria, hình ảnh tốt lành thánh thiện của mẹ, mà chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ được mẹ nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc sống này, để rồi chúng ta mỗi ngày được nên tinh tuyển thánh hiện thiện, mỗi ngày chúng ta được nên tốt lành hơn, để chúng ta cũng được chia sẻ hạnh phúc vinh quang với mẹ là mẹ của chúng ta. Amen.